Mưa sương đã xuất hiện, rừng thì sao cản được. Yeah, hey yo, xin chào tất cả các bạn đã quay lại về channel của chúng ta. Cái câu này nghe quen không em? Quen không? Đương nhiên rồi. Hai câu đầu thì các bạn sẽ hiểu trận đấu này và tiếp theo những clip khác thì mình sẽ làm những cái gì đấy. Chắc chắn rồi. Đó chính là cái bí kíp giá truyền ba đời của nhà mình sẽ là cướp rừng tím địch. À thế à? Thì ngày hôm nay thì trước khi đến với cướp rừng tím địch thì mình sẽ bật mí cho em một chút về cách mắc tâm chữa một. Và hiện tại bây giờ nó sẽ có hai cách mắc tâm chữa một, là các bạn sẽ giữ nguyên cơ bản của bộ chú thức của nó và các bạn sẽ vuốt nhánh, và trước kia mình có hướng dẫn đó. Bây giờ sẽ có cái thứ hai, đó chính là các bạn sẽ đào lộn chú thức, và đây là cái cách rất nhiều anh em đã sử dụng đó. Thì mình muốn giới thiệu cho anh em biết được rằng là cái cách này thì nó sẽ có cái mặt tích cực, đó chính là nó sẽ dùng được mắc tâm 100% chữa một luôn đấy. Và cái thứ hai ấy, nó mặt tiêu cực một chút, đó chính là nó rất là khó chữa bởi vì bị mất một cái cảm giác kiểu không quen ấy. Yêu cầu các bạn sẽ luyện tập trong vòng một ngày là các bạn sẽ quen nhé. Nếu các bản thân như mình thì chơi tầm khoảng 5 trận mới quen được cái chiêu thức này. Rồi ok, chúng ta sẽ vào vấn đề chính và không lăn man nữa. Thì như các bạn đã thấy thì Quy Lê là một vị tướng đi rừng, thì mình sẽ nó có một chút là chính là một vị tướng gọi là nó chắc chắn sẽ bố đỏ đó. Nhưng vị tướng không ăn mana không có mana ấy thì thường 80% nó sẽ ăn bố đỏ. Còn vị tướng có mana ấy thì tầm 99% thì nó sẽ ăn bố xanh. Và đấy sẽ là cái cách đi cướp rừng, mà cách đi cướp rừng gọi là cổ lù hủ từ cái thời mùa 2, mùa 1 cơ. Là cướp từ level 1, ôi mùa mười mấy rồi mà vẫn chơi cái trò cướp rừng thế này. Thì thật nhiều người nói là sẽ quế thế ta, sao lại đi cướp mùa 1. Ok, mình sẽ giải thích các bạn lý do vì sao cướp mùa level 1 này là sẽ có mặt hạn chế và mặt tích cực như nào, thì để anh em phân tích, để anh em có thể rút kinh nghiệm đó. Đấy, và mình đã cướp được bộ xanh thôi. Nếu ở đánh cao thủ mà người ta biết chơi ấy thì đương nhiên đâu, nó có sai mình cướp bùa thì đương nhiên một người rừng biết chơi bên team địch thì nó sẽ cướp ngược lại của bùa xanh team mình. Thì nói chung là khi ăn bùa xanh xong ấy thì mình sẽ về con bùa xanh của mình có như nào, thì mình nghĩ là 80% nó mất rồi. Nếu một người biết chơi bình thường thôi đấy, các bạn thấy chưa, đơn giản đấy. Khi cướp rừng của nó, các bạn thấy nhá, xẻ hoa cướp rừng level 1 ấy ở bên dư nó sẽ không như ngày xưa, là các bạn sẽ cướp không ai can thiệp thì các bạn sẽ giống như điên trộm rừng của nó ấy, thì nó không biết. Nhưng bây giờ thì cướp rừng thì hầu như sẽ biết rồi, thì mình sẽ bị mất bùa và rất hoa đường. Như thế này thì nhiều người nói là cướp thế này sẽ được gì? Ok, mình sẽ trả lời các bạn luôn. Cái này thì nó sẽ không được gì đâu, ngoài cái việc các bạn sẽ lấy được cái thể chủ động, các bạn sẽ lấy được cái thể thám minh của con bua sánh của tiếp nó. Đấy, các bạn sẽ nắm được cái thể chủ động, và thằng quy lẽ của nó chỉ mài là cái thằng thể bị động thôi. Chẳng hạn thì con bua sánh thứ hai ra, ai đoán chắc là quy lẽ nó giảm quá cướp bua sánh mình tiếp theo đâu. Bởi vì con bua sánh của mình nó ra rất là lâu, và con bua sánh của nó ra rất là nhanh. Đấy, cho ta sẽ nắm được cái thì bị động, thì chủ động, và thằng quy lẽ nó sẽ chơi thì bị động, chúng ta sẽ hớn nó một chút. Khi chơi những cái ránh gọi là ránh cao ấy thì chúng ta chỉ lấy được những cái lợi thế nhỏ đấy, chúng ta sẽ góp dân đó, góp tiểu tinh bảo đó, chứ không thể nào gọi là các bạn một phát các bạn cướp được 2 con bùa 3 con bùa, khó lắm. Cùng có cái cách đấy, nhớ mình sẽ hướng dẫn các bạn về những cái clip sau. Còn clip này thì chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào cái con bùa sánh nào thôi. Tiếp theo thì các bạn có thể thấy được rằng con bùa xanh nó ra rồi. Thì bây giờ thì chắc chắn nó tím là sẽ thủ như thế này. Thì đấy, con thế đi lè này. Cái việc đầu tiên chúng ta sẽ là bắt nó, và chúng ta sẽ ăn cái lô con bùa xanh nhá. Và khi ăn con bùa xanh, đập vào vòng tươi anh em ạ. Ui rồi thế này học hết rồi anh em ạ. Rồi khi ta ăn con bùa xanh, đấy, trừng phạt, hay quá, ăn được rồi. Ngon, phá này qua ngon, các bạn thấy chưa? Nó sẽ không giúp chúng ta xanh cái thân lưng của nó, nhưng nó khiến chúng ta sẽ chủ động hơn trong tương đối đánh. Đây là ranh đơn, ranh cao thủ, nói chung là nó vài chục sao thôi. Nói chung là nó cũng quá gắt gao đối bản thân mình vì lâu ngày không chơi. Bởi vì lâu ngày mình chỉ luyện những gọi là tập hợp là những cái kinh nghiệm của mình để mình truyền đạt clip thôi. Còn ở chúng thách đấu các bạn biết rồi, tình trạng sáo sủng như thế nó thật ống tổ cùng tổ, nhưng mình sống làng bao giờ chơi được như vậy. Rồi thì điểm qua 3 phút đầu thì chúng ta làm được những gì ạ? Chúng ta đã cướp được 2 con búa xanh của thằng Quy Lén và đem nó về thì bị động nhé. Chắc chắn không làm tỏ thọt được. Khi gặp một cái trận đấu mà chúng ta chỉ lấy được một cái thế chủ động thôi thì nó có một lợi thế rất là nhiều rồi các bạn nhé. Đấy, mặc dù mình khẳng định nó thằng Quy Lén có thể đi ăn mảng xanh hơn mình chẳng hạn, chẳng nữa, thì cái chủ động của mình nó sẽ hơn thằng Quy Lén rất là nhiều về cái mặt di chuyển, về cái mặt phám đường, phám lính, và dần đến cho mình tí là mình sẽ rất là xanh. Đây, cái pha này tầng AD là đứng lồi này. Đấy, các bạn thấy chưa? Nói chung tâm cờ được cái mùa này mà xà thủ mà đứng lồi như vậy thì chắc chắn rồi, Nakaroth nó sẽ nói chung là không bao giờ chơi sống sót. Nice. Đấy,
Thì nói chung là mình đã giải thích cho tất cả các bạn cách cướp rừng đầu tiên là cách cướp rừng cổ hủ, thì các bạn có thể phân tích được rằng là các bạn nên cướp hay không cướp tùy vào từng trường hợp các bạn nha. Đó mới là cái quan trọng để mình nói. Không sao, mình sẽ làm tầm khoảng 10 clip cướp rừng. Nani? Thì các bạn sẽ có được 10 clip đấy, các bạn sẽ biết rằng à, trận đấu này thì sẽ cướp rừng như này, trận đấu kia sẽ cướp rừng như kia. Đây 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 đây, đây, đây em đây rồi. Đây đây, ôi thằng ai đi anh em ơi. Thằng ai đi kìa, rồi sóng luôn rồi. Hay quá Zuka, hay quá. Trời tiếc thế anh em nhỉ. Thôi không sao, không sao, không sao. Đấy này, thằng Quillen bên nhảy cái pha này. Đây đây đây, hồi chưa, một. Lên, lên. Hello. Mình biết rồi đấy, bởi vì cái kiểu chơi là nó kiểu giống như một cái gì đấy, nó kiểu kiểu nhây 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 ấy. Đấy, cho nên là thôi, không đủ đám. 14 phút đầu thì Nakatot bị giảm sức mạnh, anh em biết rồi. Cho nên nó sẽ không còn mạnh như trước nữa rồi. Ôi. Cái gì đấy? Rồi xong rồi, cứu cứu cứu, rú cái cứu. Rồi, rồi rồi rồi, ok, không sao, bình tĩnh. Không có vấn đề gì hết. Rồi, tiếp tục các bạn nhé. Hiện tại thì anh em có thể nhìn thấy được rằng là trận đấu này nó rất cân bằng. Không ai hơn ai cả. Và cái con bùa sánh của thằng Quillen thì chắc chắn rồi. Đánh nhau dài hơi thế này thì ôi. Đánh thế này thì hỏng anh em, mà lâu ngày không chơi anh em thông cảm nhá. Lâu ngày thực sự là không đánh cái đánh cáo này anh em thông cảm hết sức. Bây giờ nó thật cái lên cái đánh cáo này cướp bùa nó vẫn được như nào ấy. Anh em thông cảm. Rồi, thế nói chung là cướp rừng như vậy thì chắc chắn rồi sẽ không lăn thằng rừng nó thọt đâu. Nhưng có thể chủ động được trong hai con bùa sánh đầu tiên. Và con bùa sánh thứ ba thì mình mất rồi. Và bây giờ sẽ ra một cái thế trận gọi là cân bằng. Thì thị trường cân bằng này hầu như 1.000 trận thì 99.99% là sẽ gặp, các bạn sẽ gặp những trận đấu như thế này. Thì như này làm như nào ạ? Đơn giản thôi. Khi các bạn đi đánh đơn ấy thì các bạn sẽ không khi các bạn đến đánh đơn ấy thì cái việc các bạn không bao giờ được phụ thuộc vào đồng đổ của tất cả các bạn, cho dù các bạn có ngã xuống đi chăng nữa. Đấy, cho nên cái việc này, cái việc chúng ta sẽ đi bắt lẻ và sánh. Bởi vì mình nói rồi, cái thế trận giữa trận đấu ấy là cái thế trận thằng Nakatot đi bắt lẻ rất là mạnh. Đấy, đây, 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 ngon, một chén. Đấy, rồi. Đấy, chẳng hạn mình đã mít thì mình sẽ có một cái gì đấy gọi là thêm một mảng đó. Và Nakatot các bạn nhé, cách chơi của nó hầu như rất ít khi lỗ sái. Cái này thì mình nói rồi, mình chỉ nhắc lại các bạn thôi. Không bao giờ các bạn được lỗ sái trừ khi các bạn phám nhé. Ok. Còn khi các bạn đi bắt lẻ thì các bạn sẽ ẩn mình. Và kể cả combat vậy, các bạn sẽ ẩn mình, không bao giờ được xuất hiện trước cho nó thấy các bạn ở đâu, ở đâu, ở đâu, trừ khi các bạn đi farm này. Những cái farm mình đi farm này này thì mình sẽ không quan trọng, nhưng khi các bạn vào cái bật cái chế độ bắt lẻ, bật cái chế độ combat ấy thì phải giấu sái nhá. Các bạn nên nhớ cho mình cái điều này, mặc dù nó đơn giản thôi nhưng các bạn phải nhớ để các bạn chơi thật tốt. Tí nữa mình sẽ chơi cái chiến thuật ẩn sái cho, còn bây giờ mình sẽ tập trung đi farm thôi. Đấy, và mình sẽ nói thêm một chút là trong một trận đấu thì các bạn chỉ cần ăn cho nó tầm 2 để mà con bùa thôi. Nhiều bản chế rất là nhảy, cứ cướp bùa từ đâu đến cuối. Cuối đó các bạn sẽ bỏ đi một cái gì để gọi là bị mất đi cái thế giữa trận đấu. Cái một trận đấu, cái giữa trận đấu này nó rất quan trọng. Nếu các bạn chú trọng cướp bùa từ đâu đến cuối ấy thì các bạn sẽ không có thời gian để bắt lẻ, không có thời gian đi gọi là đi farm, không có thời gian gọi là đi kiểu để giúp team, thì các bạn sẽ dần đến một trận đấu thua rất là nhanh. Cho nên chúng ta phải biết một cái gì đấy, dừng đúng lúc. Thì khi mẹ đặt hàng mua sánh tăng quy lè non thì mình sẽ tập trung vào gọi là bắt lẻ đây, pha này, đây đó. Ôi, ba thằng, bốn thằng, ôi, xong rồi. Ui dồi, may quá anh em ơi. Rồi, thằng ID nó mạnh, thực sự mạnh anh em ạ. Rồi, cái pha này bỏ trụ anh em ạ. Chắc chắn rồi, đánh đơn thì chúng ta không thể nào kỳ vọng được đồng đồ hay đâu. Chúng ta không bao giờ được một cái gì hết. Mà chỉ gọi là phải cố gắng trong đường phá gọi là. Tại vì mình không làm nhiều cái phá để thôi. Rồi, ok, không sao anh em nhé. Bây giờ thì các bạn phải xem mình này, mình sẽ làm thế trận này. Ok, mình thấy ID và thằng Alistair ở trên nhá. Mình sẽ vào ăn tạm con bùa đỏ này. Và mình sẽ bắt lẻ con Alistair từ. Đấy. Em ơi. Đấy, vừa nói xong anh em ạ. Đấy, kiểu như vậy đấy. Chơi Nakatot phải ẩn sái các bạn nhá. Team địch không biết mình ở đâu ấy thì nó sẽ dí chuyển lăng nhăng. Đấy, bởi vì đấy đánh đơn. Anh em phải hiểu cái tính chất đánh đơn đối nhá. Chắc phải đánh ba đâu. Ví dụ đánh ba sẽ có cốt này cẩn thận đang ná ở trong các thử lĩnh la linh tính ấy. Đấy, thì các bạn sẽ đấy. Rồi cái pha này thì chém đơn giản thôi. Đấy. Cái pha này thì mình đã hướng dẫn các bạn cách chém tăng hình đâu. Chắc mình cũng đây, đó, từ bình tĩnh, hết sức bình tĩnh nhá. Đây, pha màu xong bắt đầu là chúng ta sẽ lại lên chơi ID. Mình sẽ có bó thằng ID pha này này. Đây, chưa một thôi rồi. Một, rồi chưa ba. Ăn. Rồi thằng Thến chào em luôn. Quá ra kiểu, chắc chắn quá đã kiểu đấy anh em.
Đấy là cái cách combat rồi, cái cách combat gọi là bất thủ của thằng Nagaroth thôi, đơn giản thôi. Đánh nhau xong ra phám quả hôi máu, xong đánh nhau. Nhưng mặc dù phiên bản này thằng Nagaroth bị giảm hôi máu thì chúng ta sẽ không nói, những nó vẫn con của thầy chơi cái lối chơi đấy, như một cái bảng ngọc 16 vẫn đang hút máu các bạn nhá. Rồi khi mình lấy được một chút thì thế đó, và khi mình tập thầm mình ăn được 4 mạng đó thì chắc chắn đâu trận đấu này sẽ nằm trong tay của mình thôi đấy. Còn bây giờ thì cái việc đi bắt lẻ nó khá đơn giản thôi đấy các bạn. Bây giờ thì cái việc là cuộc một phát là thằng nào chả đi thằng đấy. Và mình sẽ tổng kết lại tất cả các bạn một chút nhá, để cho các bạn nắm rõ này. Cái cách cướp bùa này đấy, là cái cách cướp bùa truyền thống, cách cướp bùa nó từ lâu và từ xưa rồi. Nó áp dụng chỉ hiệu quả một chút khi hai bên ngang trinh nhau, anh em hiểu chưa? Chẳng hạn là thằng Quillen nó dùng cái ranh mà dùng sáng này, người ta biết chơi rồi, mười mấy mua rồi, ai chơi tốt rồi, thì chúng ta chỉ cần lấy được một cái lợi thế nhỏ, chúng ta sẽ lấy được những cái lợi thế lớn lao sau này đấy. Mặc dù là mình cướp con búa sánh của nó, mình còn bị cướp lại, nhưng mình đã lấy cái thế chủ động. Và khi có cái thế chủ động nhỏ nhỏ như vậy thì mình đã lao được rất nhiều, và sẽ giúp cho bản thân mình sánh và có thể làm một cái gì đấy, thì có thể là snowball hoặc là đánh bắt lẻ tím địch của nó đấy. Hơn quan trọng hơn hết, khi các bạn cầm nái thì đòi hỏi các bạn phải là một cái thằng sánh. Chứ bây giờ nó thật các bạn đánh ná mà cái lượng vàng anh em bằng cái thằng xả thủ thì mình thì chơi cái gì đấy, 10.000 vàng em thấy chưa, phút thứ 10 phá băng thời gian đấy bạn bị kinh rồi. Cho nên là cái việc chơi ranh đơn ấy thì nhiều người nói là cá nhân, đúng là có cá nhân một chút, bởi vì các bạn phải khẳng định là các bạn là người cảnh tím, thì trước khi các bạn cảnh tím các bạn phải sánh đấy. Chứ các bạn đừng bao giờ để ý những cái lời nói người khác. Hiện tại bây giờ ví dụ trận đấu đâu cái phá đầu mình ra ăn mít 1-2 tấn, nhưng đơn giản thôi, bây giờ cái giải đấu chuyên nghiệp của Liên Quân người ta toàn nhường, hầu như là các bạn xem cái lối đánh của ADC về Xuân Bách toàn nhường Tây Nguyên hết rừng đấy. Cho nên các bạn đừng quan tâm, các bạn phải chấp nhận thôi. Các bạn đã ráng lính mít ấy, các bạn gánh được thì các bạn sẽ không được khen đâu, nhưng các bạn không gánh được các bạn sẽ phải chấp nhận ăn T-Pot nhé. Đấy là cái điều của tăng lưng phải chấp nhận đấy, cho nên các bạn phải chấp nhận cái điều đấy nhá. Rồi ok, mình sẽ bỏ qua cái vấn đề đấy. Vấn đề thứ hai ấy, khi nói chung là có rất nhiều cách cướp rừng. Chẳng hạn các bạn này, tại sao anh lại không đi cướp bùa đỏ của thằng Quý Lén nha? Không, từ từ, anh sẽ không làm clip này, bởi vì là anh sẽ để từ từ sẽ có 1051 cách cướp rừng. Really nigga. Và từng clip sẽ anh sẽ nói từng cách cướp rừng nó hiệu quả khác nhau như thế nào. Đấy, cướp cách cướp rừng này nhá, nó sẽ sử dụng cho những cái ránh cao hơn. Nói chung là ủa, cái gì đấy? Ủa ôi, cái thằng ai ghi kìa. Qua trời, chơi thế này chết ạ. Cách cướp rừng này xin sử dụng cho kiểu cảm giác như là hai tí mà cân bằng nhau, các bạn hiểu không? Nó sẽ kiểu gọi là chỉ hơn nhau một chút cái lời thì thôi. Còn mình dù khi mà bị áo trình ấy, thì các bạn cướp kiểu mèo gì cũng được anh em nhé. Đấy, cướp kiểu mèo gì cũng được. Rồi, còn lần sau thì mình sẽ làm một clip cướp rừng bùa đỏ dành cho những vị tướng không ăn mana nhé. Để các bạn biết được rằng là các bạn nắm bắt những cái cách cướp rừng thì các bạn sẽ tạo được rất nhiều lợi thế đấy. Chắc chắn rằng cướp rừng này thì các bạn biết đó, nó sẽ không được hiệu quả như những cách cướp rừng khác đó, nhưng mình sẽ đi từ từ một để anh em hiểu, chứ không làm một phát vô vã vô vập, anh em không hiểu cái gì cả, anh em đi cướp đính ta linh tinh rồi sau ái bay đấy, mơ sướng thì có phải chết mình anh em ạ. Đấy thì bao cái thị trận lần đầu này thì anh em đều biết rồi. Thôi rồi, nói chung là anh em xem đến đây thì anh em cứ chửi mình đi, mẹ cái thằng này là cái thằng bỏ khán giả, thằng thất hứa. Rồi là các bạn cứ nói gì thì mình chấp nhận nghe. Nhưng mà thực sự trong một cái câu chuyện ấy, chúng ta phải biết được hai mặt của nó, chúng ta sẽ nhận định nó sẽ rất là hay hơn. Chẳng hạn là ví dụ như là các bạn thấy mình ok, thực tế là mình bỏ các bạn đấy, thực tế mình bỏ các bạn, nhưng các bạn phải hiểu câu chuyện vì sao mình lại như vậy, thì chúng ta sẽ có một cái công tâm để chúng ta đưa ra một cái kết thật hay hơn. Hiện tại bây giờ thì mình sẽ chưa nói được, bởi vì là hiện tại mình vẫn chưa làm chủ được tất cả các trang của mình, chẳng hạn như YouTube, Facebook rồi các thứ linh tinh, hiện tại mình chưa phải làm chủ. Và các bạn biết rồi đó, 3 năm trước thì mình đã, nói chung người ta có câu là bút xá gà chết mà, mình nón trẻ, mình là lờ xuống tay ký một cái chữ ký, thì dần đến là bỏ bế các bạn như thế này đấy. Mình không đổ lỗi nhé, không đổ lỗi, nhưng sau này mình sẽ chia sẻ những cái khó khăn của mình để cho các bạn biết lý do vì sao mình không làm clip được, và không thể làm,
không tài nào làm clip cho các bạn được đâu. Cho nên là thề cảm giác kiểu là nhìn các bạn khán giả cái YouTube của mình bỏ mình đi mà mình đéo làm được gì, nó buồn vãi đại. Các bạn hiểu cảm giác bất lực chưa? Nhìn các bạn bỏ mình nhưng mà mình không làm được gì cả, không nổi được gì cả, chả làm được một cái đéo gì, cảm giác là buồn vãi trưởng ra luôn. Nhưng phải chấp nhận, mình phải chờ đợi ấy, gọi là phải chờ đợi. Nói chung là hiện tại bây giờ vẫn chưa được gọi là chính thức để mình có thể quay lại đó. Nhưng mà không biết trong vòng vài tháng tới thì mình có thể là bị nói chung là tốt rồi, câu chuyện này nói xấu đi, không nói nhiều quá không hay. Đấy, rồi ok các bạn thấy chưa? Clip đấy đã kết thúc và cảm ơn các bạn rất nhiều nhá. 10 giờ sáng mỗi ngày nhá. Mình sẽ đăng clip và cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Đấy, rồi ok, win nào.